Chào và cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Thì video này là chia sẻ ngắn về tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nên sinh con vào những năm nào thì được cát lợi. Trước hết là trừ cho tôi những năm mùi ra. Ít nhất là phải trừ năm mùi, còn chọn những năm mà có ngũ hành thuộc kim, thuộc thủy hoặc thuộc mộc thì nó sẽ tương sinh tương trợ với anh chị hoặc là với những đứa con anh chị sinh ra. Thì gồm những cát lành hơn thì gồm những năm sau. Năm 2020 kênh tí thì qua rồi. 2022 nhâm dần này. 2025 mất tỵ, 2026 bính ngọ, 2029 kỷ dậu, 2031 tân hợi, 2032 nhâm tý, 2034 giáp dần, 2037 đinh tỵ, 2038 là mậu ngọ. Thì những cái năm sinh trên đây là tôi chọn theo tuổi quý nhân thiên lộc thiên mã, có thiên can địa chi hợp và ngũ hành nó sinh khắc nó hài hòa thì gửi đến anh chị một vài cái năm sinh con thuận lợi may mắn là như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.